chào tất cả các em. Hôm nay chị Chim Sinh sẽ lại tiếp tục chơi quyển sách dán hình Top Model Dress Me Up nha. Và quyển ngày hôm nay nằm trong bộ sách mới, có màu xanh khá là lạ mắt. Bên trong quyển sách vẫn có hình ảnh về các nàng búp bê xinh đẹp, và kèm theo đó là những trang hình dán cùng các bộ quần áo vô cùng thời trang và sành điệu. Cùng với đó là giày dép nè, túi xách nè, và có những gương mặt được trang điểm và làm tóc cầu kỳ nữa. Giờ chúng ta hãy đến với nàng đầu tiên nhé. Chị sẽ lựa chọn cho nàng búp bê đầu tiên một bộ đồ khá là phong cách và hầm hố. Đây là một chiếc áo thun dáng rộng và suông, dạng hoodie đó các em, kết hợp với một gương mặt và có đội nón. Nàng ấy sẽ đeo một đôi giày bốt cao cổ màu nâu nhé. Wow, thêm một đôi bông tai nữa nè. Trông nàng búp bê của chúng ta rất là cá tính và sành điệu đúng không các em? Tiếp theo đến với nàng búp bê số 2. Chuyển qua phong cách khác, nhẹ nhàng yêu kiều tiểu thư hơn, với một chiếc đầm màu đỏ. Chiếc đầm được thiết kế khá đơn giản với phần vai vạt chéo và đeo một đôi xăng đan. Nàng búp bê của chúng ta đang cầm một cái nón và đeo một túi xách chéo màu nâu. Nàng búp bê số 3 nhé. Lần này chị sẽ chọn một chiếc quần jean màu bò, có điểm nhấn là hai đường sọc màu trắng đen ở hai bên quần. Kèm theo đó là một chiếc áo thun tay dài màu ghi, có in hình một chú mèo nhỏ nhỏ xinh xinh. Phong cách trang điểm nhẹ nhàng với mái tóc xoăn sẽ phù hợp với nàng búp bê này hơn cả đúng không các em? Điểm thêm mắt kính và túi xách cho đủ bộ nha. Ok, giờ nàng búp bê của chúng ta đã rất là thời trang để có thể đi dạo phố cùng với bạn bè rồi nè. Tiếp theo, lần này chị Chim Sinh sẽ lựa chọn một chiếc váy, một chiếc chân váy dài xếp ly màu hồng, mang dáng dấp của một nàng tiểu thư quyền quý. Kết hợp với nó là một chiếc áo, đây là dạng áo mà flap bum, phần tay sát nách và có họa tiết caro dích dắt khá là lạ mắt. Một đôi xanh đen cao gót màu hồng. Wow, trông rất là sang chảnh phải không các em? Nàng búp bê lần này của chúng ta được in trên nền trắng đen. Chính vì vậy, chị Chim Sinh sẽ chọn những bộ trang phục nào có thể che được toàn bộ phần cơ thể. Như vậy chúng ta sẽ không cần dùng màu để tô lại nữa ha. Chính vì vậy lựa chọn của chị là một chiếc quần jean màu hồng, dáng rất là dài, dạng ống suông, cho nên là làm cho nàng búp bê trông như cao hơn. Cùng với đó là một chiếc áo thun màu hồng và mái tóc dài. Vừa ngọt ngào nữ tính mà cũng rất là thời trang phải không em? Các em có thể mua quyển sách dán hình Top Model Dress Me Up này tại shop đồ chơi trẻ em Chim Sinh, hoặc là gọi điện thoại tới số 0979086789 nhé. Rồi, nàng búp bê của chúng ta tiếp theo sẽ lựa chọn một chiếc chân váy sọc caro màu xanh, đây là dạng màu xanh đen, kết hợp với một áo sơ mi trông rất là công sở ha. Và để làm giảm cái tính công sở của bộ đồ này thì chị sẽ phối cùng với một đôi giày bata màu xanh. Màu xanh cùng màu với màu chân váy, và đây là dạng bata cao cổ. Điểm thêm cho nàng ấy một đôi hoa tai nữa, một chiếc túi xách xanh điệu và thời trang. Wow,
Lần này, chị sẽ tạo điểm nhấn cho nàng búp bê bằng một chiếc chân váy. Đây, chân váy có họa tiết da beo và điểm nhấn là ở phần thắt lưng màu cam. Một chiếc áo thun đơn giản với dòng chữ Supergirl được cột gọn chéo ở một bên sẽ rất là phù hợp với outfit ngày hôm nay. Cuối cùng chúng ta sẽ chọn thêm một đôi giày màu đen và đôi hoa tai nữa nhé. Nàng ấy đang cầm sẵn một chiếc crush màu đỏ rồi. Wow, trông thật sự là quý phái sang chảnh và vẫn giữ nét thời trang đó các em. Tiếp theo nào. Lần này trở về phong cách đơn giản một chút xíu nhé. Chị sẽ chọn một chiếc quần jean màu đen và có waist nhẹ ở giữa. Đây là dạng jean ôm sẽ tôn lên được ba vòng của nàng búp bê. Kết hợp đó là một chiếc áo crop top màu hồng và một gương mặt được trang điểm đơn giản, búi củ tỏi, phần tóc nha. Giày bốt nè, khá là đơn giản. Tiếp theo, một chiếc quần jean màu xanh bình thường, cũng là dạng jean ôm. Kèm theo đó là một chiếc bra màu hồng. Đây là một dạng bra khá là kín đáo đó các em. Kết hợp chúng ta sẽ mặc cho nàng búp bê một chiếc áo khoác ở bên ngoài. Đây là dạng áo khoác da màu đen, khá là cá tính và hầm hố nha. Phong cách thời trang của nàng búp bê đang được định hình rồi. Cuối cùng, thêm một đôi giày đen và một chiếc vòng cổ cùng với một đôi mắt kính nữa nhé. Trong quá trình xem chị chim xinh chơi dán hình búp bê, các em thấy nàng nào đẹp nhất thì hãy để lại bình luận ở bên dưới cho chị chim xinh biết với nha. Và đừng quên, nếu muốn mua các em có thể gọi điện thoại tới số 0979086789. Wow, lần này nàng búp bê có một chiếc váy siêu đẹp, váy dạng nhiều tầng và dáng suông, kết hợp với một chiếc áo thun đơn giản có dòng chữ I love top model. Vừa nữ tính, vừa cá tính. Còn rất rất nhiều những hình dáng ở phía sau. Chúng ta có thể từ từ lựa chọn những bộ trang phục thật là đẹp cho các nàng búp bê của mình.
các bạn nhỏ thân yêu của chị Kim Sinh ơi. Vậy là chúng ta đã chơi xong quyển sách Top Model dán hình Dress Me Up ngày hôm nay rồi. Đây là mẫu sách mới về cho nên nó rất là nhanh hết hàng. Bạn nào muốn mua hãy gọi điện thoại tới số 0979 086789 nha. Chị đang lật rỡ lại từng trang sách để các em có thể nhìn ngắm lại những nàng búp bê mà chúng ta vừa mới mặc đồ xong đó. Đừng quên để lại bình luận ở bên dưới video nhé. Cảm ơn các em đã theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em trong video sau.